Xin kính chào quý vị bà con cô bác. Hôm nay tôi xin gửi đến quý vị bà con cô bác một truyện ngắn Những ông chồng tội lỗi của tác giả Trầm Cà Mau. Hơn một chục bà sòng sòng họp mặt, tranh nhau xông xao cười nói ồn ào như chim vỡ tổ, ăn uống liên miên không dứt, tâm sự dông dài. Nói qua đủ các đề tài trên trời dưới đất, rồi chuyển qua chuyện chồng con. Chị Xuân khai hỏa. Ông chồng em lười như hủi mấy chị ơi. Không biết tại sao ông trời lại sinh ra được một kẻ lùi đến như vậy. Không làm được việc gì nên thân. Nhờ đi mua mấy bó rau răm thì đem về rau húc. Mua trái cây không khi nào chịu lựa. Thọ tay bốc đại, đem về toàn là đồ hư thối. Ngay cả việc đổ rác cũng không xong. Chị Hạ phụ họa lời chị Xuân. Đàn ông theo em định nghĩa là một giống vật lười. Chị đừng có than thở chi cho mất công. Cứ thử hỏi các chị quanh đây, có ông nào không lười? Thôi, trách móc kết án chỉ là thừa. Tôi hỏi thật chị nha, ông xã chị lười nhưng có lười trong chuyện phòng the hay không? Đó mới là điều quan trọng nhất. Các bà ngồi quanh cười hi hi, chị Xuân đỏ mặt nói lý nhí. Lười thì mọi việc đều lười. Lười chuyện phòng the mà quần có nhau đến 6 đứa con, nếu không lười e có 20 đứa hay sao? Chị Hạ nói tiếp, ông chồng chị đâu có lười bằng chồng chị Hương. Nghe nói ông này lười đến độ, những khi nào vợ chồng vui vẻ cũng vẫn còn để nguyên cả quần áo. Thế mà chị Hương có bao giờ than ông ấy lười đâu. Nè chị Xuân ơi, chị nói chồng chị lười mà có lười việc sở không? Có lần nào bị đuổi việc vì tội lười biếng chưa? Chị Xuân cao giọng. Việc sở ông ấy đâu có dám lười, lười để bể nồi cơm sao, lười để cả nhà dắt nhau đi ăn mày. Ở sở ông ấy chăm chỉ, đi sớm về muộn, đôi khi làm việc sở quên cả giờ ăn trưa đó, thỉnh thoảng lại còn mang công việc sở về nhà nữa. Chị Hạ hỏi dòng, về nhà ông ấy có dạy và kiểm soát việc học của các con hàng ngày không? Có cắt cỏ tưới cây không? Có sửa chữa nhà cửa điện nước không? Chị Xuân hừ một tiếng dài. Các việc đó mà lười nữa thì ai lo cho? Chị Thu lớn tiếng xen vào. Tôi thì chỉ mong có ông chồng lười cho đỡ mệt. Ông chồng tôi ham làm giường, quên cả ăn ngủ, quên giải trí, quên hết. Ai đòi đi làm việc về, nhộm giả thay áo quần, chạy mau ra vườn, xới đất trồng cây cho đến khi trời tối mịt thì mới thắp đèn lên làm tiếp. Mãi cho đến 9-10 giờ mới chịu vào ăn tối. Cơm canh nguội lạnh. Thứ bảy chủ nhật cũng loay hoay ngoài vườn từ sáng sớm đến khuya. Vợ con không nhờ được việc gì cả. Quanh năm bốn mùa lăn lóc trong khu vườn. Những khi mưa đổ như trút, gió thét ầm ầm, thì co ro che dù mang áo mưa. Tưởng như bị trời hành. Tôi kêu gào ra cả cổ cũng không suy xuyển. Chán quá tôi cũng không thèm nói năng chi nữa. Vườn có rộng không? Ông ấy trồng gì mà quanh năm không hết việc? Một bà tò mò hỏi. Khá rộng, ông ấy cứ bứng cây này, trồng cây kia, làm non bộ, lấp núi giả, gầy uống cây bonsai, bắt ống nước, chạy dây điện. Cứ thế mà từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia, không bao giờ xong. Những khi đau yếu chưa lành bệnh hẳn, còn ho hen xịt mũi, cũng ra giường không kể chi đến nắng gió. Ông ấy còn bảo, nếu không ra làm giường, bệnh càng khó thuyên giảm lâu bình phục. Bà bạn cười cười. Chị có biết không? Làm vườn cũng là một lối thiền cao độ. Hầu như tất cả các đại thiền sư Nhật Bản đều say mê liệt tạo cảnh. Thiền là đó chứ không phải đâu cả. Hay là chỉ cằn nhằn quá. Nói nhiều quá nên ông ấy lấy cớ ra vườn lánh nạn. Cho đỡ khổ cái lỗ tai, đỡ phiền muộn chăng. Vô duyên chưa? Chị Thu gắt. Chị cứ suy bụng ta ra bụng người. E rằng ông chồng của chị cũng không khỏi khổ vì cái miệng hay chót chát của chị đó. Chị Thu thở dài, chán nản tiếp. Ông ấy mê cái vườn còn hơn mê vợ con, mê công việc. Tôi thù ghét cái vườn, không thèm nhìn đến. Có khi cả tháng không bước chân ra vườn. Cái vườn giành mất tình yêu của vợ chồng tôi. Người bạn vỗ vai chị Thu dịu dàng nói. Có được ông chồng không ham chơi, chẳng trụ chè cờ bạc trai gái đàn địch, chỉ ham làm vườn, lành mạnh như thế, mà vẫn chưa bằng lòng thì đòi hỏi gì nữa. Chị có muốn gì hơn? Hạnh phúc, chị Thu đáp.
Chị bạn cười mũi. Hạnh phúc, hạnh phúc thì phải do chị tự tạo lấy, cứ ngồi không mà chờ thì khó có, rồi trách móc người này kẻ kia. Sao chị không ra vườn tiếp tay với ông ấy cùng xóc xới, trồng trọt, tưới nước, chăm sóc cây trái, rồi tâm sự chuyện trò, thì hạnh phúc tự nhiên tới. Chị cứ thử trong vài 3 tháng xem sao, có mất gì đâu. Không chừng rồi chị cũng say mê làm vườn như ông ấy, và từ đó thuận vợ thuận chồng thì tắc biển Đông cũng cạn. Chị Hạ lắc đầu nói ngang. Cái sách đó cũng hay, nhưng tôi có một mưu trước khác. Là ông chồng chị không dám ra vườn nữa, nếu chị chịu tôi bày cho. Nhưng sau này xong việc phải trả công cho tôi hậu hỷ đấy. Nè nha, chị cứ giả vờ yêu mến cây cỏ thiên nhiên, ra vườn cùng ông chồng cứ đứng chống nạnh chỉ tay, đòi cây này phải bấn qua góc vườn, cây kia phải chuyển lại gần hàng rào, dòng hoa nọ không thích hợp với vị trí đó, nhổ hết trồng loại hoa khác, cây dòi phun nước phải để qua góc bên trái mới mỹ thuật. Cứ thấy mà đòi hỏi phê bình đủ thứ chuyện, lái nhải mãi. Tôi đoán ban đầu ông ấy cũng sẽ làm vài việc theo lời yêu cầu của vợ cho vui lòng. Nhưng rồi càng ngày càng mệt, và cứ bị đòi hỏi mãi, ông ấy cũng sẽ chán nản, bực mình và không dám ra vườn nữa. Mấy chị nghe kế sách này có cao không? Không có được đâu, lái nhải và yêu sách mãi, lỡ ông ấy nổi nóng, phăng cho một cán cuốc vào đầu thì uổng đời, đừng có dạy. Mấy bà cùng cười vang, chị Hà cười, nói tiếp. Ông ấy cố ăn học đàng hoàng, đứng đắn, đâu phải bọn ba trận bổ phu mà làm càng. Trong đám chị em chúng ta ở đây, coi bộ chỉ có ông chồng chị Hạ là không có cái vấn đề, gia đình vui vẻ hạnh phúc nhất. Chị Hạ phản đối liền. Ôi, phải nằm trong trăng mới biết trăng có rận. Trông như không có vấn đề gì cả, mà thật sự lại trầm trọng. Ông chồng tôi là một nhà giáo nghiêm nghị trong lớp học, tại trường, nghiêm nghị ngoài xã hội và nghiêm nghị cả với gia đình, vợ con. Lấy nhau mấy chục năm mà chưa bao giờ thấy ông ấy cười. Nụ cười hiếm hoi còn hơn nàng bao tự đời xưa trong truyện Tàu, mà ô biên phải đốt phong hỏa đài, gặt chư hầu về cứu giá, mới có được nụ cười của người đẹp. Hey, ông chồng tôi chẳng có đẹp gì cho cam. Mẹ tôi nói đùa rằng, hôm nào cả nhà đè ông ra mà thọt lét, để xem ông có biết cười hay không. Người ta bảo một nụ cười bằng 10 thang thuốc, nụ cười quý lắm, mấy chục năm chưa lần thấy nụ cười trên môi ông chồng. Tôi cũng biết vui biết buồn, chứ có phải gỗ đá đâu mà cứ trơ trơ. Chị Đông nãy giờ chưa nói, bây giờ hứng chí cũng góp chuyện. Không biết cười còn đỡ, ông chồng tôi thì mít ướt, thấy chuyện gì cũng cảm động mà khóc được. Những khi xem phim bộ Đại Hàn, cứ khóc thúc thích mãi như con nít bị đánh đòn, lao hết cả hộp khăn giấy. Đọc truyện cũng thế, khi đọc đến những đoạn lâm ly thì khóc hòa, bỏ sách xuống, không đọc tiếp được nữa. Đi đám ma bạn bè, gia đình người chết thì tỉnh khô, mà mắt ổng thì ướt nhẹp, đổ lòng, sụt sịt mũi nước, tưởng như đóng kịch. Có lần trong bữa cơm, ổng kể chuyện hai vợ chồng bên Tàu thời cách mạng văn hóa. Đôi quá bà vợ đồng ý để chồng gả bà cho người khác, để có cơm ăn, cho bà vợ khỏi chết đói. Mới kể có nửa chuyện, ổng khóc hòa ra, để chén cơm xuống. Khóc như cha mẹ chết, đứa con gái nói, ơ kìa ba, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Mỗi lần nghe chuyện gia đình nào tan vỡ, mắt ổng cũng đỏ hoe. Lòng ông ấy mềm nhũng yếu xìu, nên chẳng bao giờ nói không với người khác được. Bởi thế cho nên các cô thư ký trong sở tranh nhau, đánh ghen nhau tơi bời. Ổng chẳng dám bên ai bỏ ai. Tôi cũng khổ vì cái tình cảm mềm yếu, sức mướt của ổng. Tôi cũng biết sôi máu ghen lên chứ, đàn bà mà. Chồng của mình chứ đâu phải là của chung thiên hạ, dù biết ông chẳng bao giờ đủ can đảm để bỏ bê gia đình. Tôi cứ tưởng ông ấy hiền lành chứ đâu ngờ đào hoa đến thế, một bà nói. Đúng, ông hiền lành, nhưng nếu có ai thương thì ông ấy không nỡ từ chối, không nỡ làm mất lòng ai. Chị Đông đáp lại. Khi nào tôi cũng cứ dặn lòng, cứ bình tâm mà hưởng hạnh phúc dành riêng cho mình. Không thể nào thay đổi cái mềm yếu của ông chồng. Thì cứ chấp nhận, vì ông rất trân quý gia đình, chăm sóc con cái hết lòng, hy sinh mọi thứ cho vợ con và cả người ngoài nữa. Câu nói của chị Đông như gậy đúng chỗ ngứa của chị Hoa, chị bắt đầu mở máy thở than. Tôi khổ và giận nhất là chuyện ông chồng bao đồng lo việc bên ngoài, ăn cơm nhà, giác ngà voi. Bất cứ chuyện gì, có ai kêu, bộ nhảy nhõm lên mà chạy đến na cho kịp.
Ai giao việc gì cũng ôm vào làm chùa không công ngày đêm, rồi tụ họp nhau ăn uống, cà phê cà pháo liên miên, lấy tiền nhà chi tiêu cho việc chung thiên hạ, không có tiền thì cào thẻ tín dụng, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiên. May cái bóng đèn ở nhà đứt dây túi thui, kêu gào rát cả cổ mới chịu thay. Cái vòi nước cứ rì rỉ long tông hoài, nghe bật đến nhức đầu, không bao giờ chịu sửa. Những người như ông này có lẽ đừng bao giờ lập gia đình, để sức lực thời gian mà lo việc thiên hạ. Thế sao chị lại chịu lấy ông, để rồi bây giờ than van? Tụi đâu có biết, ngày xưa mới quen nhau đến nhà chơi, ông làm đủ thứ việc, nào là sửa điện, đóng lại cái bàn long chân, bắt ống khóa, mở cái đồng hồ chết ra mà vô dầu, quét vôi tường ngày Tết, cưa cây trồng hoa, chỉ dạy bài học cho các em tôi, đến cả nấu cơm kho cá, làm đủ thứ việc hằng ba lần, chịu khó giống như các cụ ngày xưa đi ở rể. Tôi cảm động lắm, nhưng không ngờ, ở đâu ông ấy cũng hăng hái nồng nhiệt làm việc như vậy cả. Ông ấy sống cho thiên hạ chứ không sống cho gia đình. Tôi xét đoán chọn làm người, đáng ra ông phải dành mọi sự ưu tiên cho gia đình, vợ con đã, rồi nếu dư năng lực thì giờ mới lo việc chung của thiên hạ. Một chị la lớn, nghĩ cho cùng, ông ấy là người tốt, có tấm lòng, đáng khen, không đáng trách. Nếu ai cũng lơ là việc chung thì xã hội này đi đến đâu, làm chi có những sinh hoạt xã hội. Chị Nguyệt có chồng thi sĩ tiếp lời. Ông chồng chị Đông làm việc còn lợi ích thiết thực cho thiên hạ, chứ như ông chồng em suốt ngày mơ mơ màng màng, tỉnh không ra tỉnh, say không ra say, cứ suy nghĩ vẩn vơ tìm phần dễ thơ, quên trước quên sau, không nhờ được việc gì. Ban đêm đang ngủ nằm mơ hay chợt tìm ra một câu thơ lạ, thì vội vàng bật dậy chép liền. Có khi ngồi bóp đầu bóp trán từ nửa khuya đến sáng, làm được mấy câu thơ, buổi sáng mặt mũi bơ phờ như người bệnh, đem ra khoe. Không cần biết hay hay dở, em chê liền. Rồi có trách móc dằn vặt thì ông ấy nói rằng ngày xưa, có ông giả đào nào đó viết, 3 năm mới làm được 2 câu thơ, ngâm lên 1 tiếng 2 dòng lệ rơi không cầm được. Người tri âm nếu không cùng hưởng, mùa thu sang ta về núi nằm. Chưa hết đâu, nghe các chị, lại véo vào ngân quỹ tiết kiệm của gia đình mà in thơ, chất đóng trong nhà, rồi ra mắt sách, tốn thêm tiền thuê hội trường, mua nước ngọt, thức ăn. Phải có gì cho người ta ăn uống mới chịu khó ngồi lại nghe. Còn phải gửi thơ mời, tốn thêm tiền in thiệp, tiền bưu phí. Cũng phải chi chút chút cho ban nhạc phụ giúp vui, năn nỉ ca sĩ hát chùa. Đáng ra em phải tránh xa các nơi ra sách này cho đỡ buồn tuổi. Nhưng thấy ông chồng hăm hở tụ nghiệp quá, em đi theo ủng hộ, lại càng buồn hơn. Khách tham dự thì lèo tèo mấy chục người, nói chuyện riêng, ồn ào. Không có thèm để ý đến diễn giả đang nói gì, ca sĩ đang hát họ gì. Chỉ bán được 10 mấy cuốn thơ cho đám bạn bè thương tình mua ủng hộ. Buổi ra mắt chưa xong mà khách đã về gần hết. Đáng ra họ đã đến thì ráng chịu khó thêm chút, ở lại cho đến khi kết thúc, nó lịch sự hơn. Cũng tốn bộn tiền đó chứ. Cái giống thi sĩ xem tiền như rơm như rác, nhẹ bất. Nhưng mình là con vợ thì phải xem tiền là cơm, là gạo, là điện nước. Tiền là mồ hôi nước mắt. Chưa xong, đi đâu cũng là kè mấy tập thơ, gặp ai cũng hí hửng ký tặng. Ông ấy đâu có biết người ta đem về nhà, vứt lăn lóc đâu đó không đọc, hoặc thương tình lắm thì đọc phớt 1-2 bài. Thời buổi này ai rỗi mà đọc thơ? Chị Hà khoa tay nói lớn. Đáng ra chị Nguyệt phải hãnh diện của ông chồng thi sĩ chứ. Ngày xưa tôi cứ mơ có được một chàng thi sĩ đem tôi vào thơ, để ngàn năm sau hình bóng mình cứ thấp thoáng mãi trong văn chương. Chị Nguyệt ơi, ông chồng chỉ làm văn hóa, đóng góp, thiêu gấm dệt hoa cho đời, còn quý gấp trăm gấp ngàn lần làm cho tiền bạc. Tiền bạc thì chỉ có mình tiêu xài, mà tiêu đi là hết. Văn hóa còn đó, còn mãi mãi, phục vụ cho bây giờ và cho cả ngàn sau. Chị nghĩ sao? Chị Nguyệt lắc đầu. Không, tôi thực tế, tôi chỉ muốn có cơm gạo, còn may sao á, có xui mà được lưu truyền tán tụng, tôi đã ra ma rồi, đâu có biết chi nữa. Ông chồng nhiều lần làm tôi sượng mặt. Ông nghe thiên hạ xúi dại trong các bữa tiệc, ngâm thơ. Đã già rồi mà lời thơ cứ anh em khổ đau thất tình. Lửa yêu cháy bỏng, quằn quại, trái tim máu me, thân xác vật vã. Toàn cả những hình ảnh ướt át thương đau. Anh em khổ đau da diết, với ai đó chứ đâu phải với tôi. Thử hỏi bây giờ chúng ta cứ làm thơ thương tiếc người tình xưa,
công khai phô diễn cái đớn đau xót xa cho mối tình cũ thì các ông có chịu hay không? Thôi thôi đủ rồi, lý do nào cũng đúng. Một chị lớn tuổi cắt ngang, rồi chị tiếp lời. Khổ đau của các chị là chuyện nhỏ, như đi đường đạp gai. Đang ra phải nhổ cái gai ra, các chị không chịu. Để thế mà đi, gai cứ làm nhức nhối mãi. Tôi còn nghe chị Hồng, chị Lê, chị Huệ than thở các ông chồng cứ ôm chặt lấy cái computer suốt ngày suốt đêm, bỏ bê việc nhà. Chồng chị Phương, chị Dung thì say mê thể thao, cá độ, mất hết tiền bạc nợ nần. Chồng chị Thành tối ngày say sưa bí tỉ, nhậu nhẹt tì tì từ khi mở mắt cho đến khi ngủ. Lái xe trong khi say rượu, bị bắt cầm tay. Còn chồng chị An, chị Bích, chị Chi thì đóng đinh ở quán cà phê, đánh cờ tướng, nói chuyện chính trị suốt ngày, quên ăn trưa ăn tối. Nào, chị Giang, kể cho các bà nghe về nỗi khổ vì chồng con của chị đi nào. Chị Giang, trẻ nhất trong đám các bà, mặt mày thanh tú, nét đẹp kiêu sa của thời con gái chưa phai tàn. Chị bình tĩnh vuốt tóc và thong thả kể. Ông chồng em 69 tuổi rồi, gặp lại một bà bạn học chung lớp ngày xưa. Bà này là cô giáo cũ của em thời trung học. Khi đi học, chồng em và bà cũng chẳng có tình ý chi với nhau. Có lẽ học cùng lứa. Thì các cô xem bọn con trai như em út và các anh nhỏ cũng không dám chơi leo tơ tưởng tới các đàn chị. Năm trước họ vô tình gặp nhau, cả hai tuổi đều đã sắp xỉ 70. Thế mà họ lại yêu nhau mê mệt. Em có thể hiểu được ông chồng mình, thứ đàn ông mà trẻ không tha già không kiêng. Giống tính trăng hoa xưa nay, em cũng đã chán, hết cả ghen tương từ lâu, nhưng không thể hiểu bà kia, tuổi tác đó, chồng con đề hoài, cháu nội cháu ngoại cả chục đứa. Thế mà hai người chơi ngông, mất nhau, say sưa điên cuồng, quên hết mọi sự. Ngày nào cũng điện thoại cho nhau dài 3 giờ, không biết chuyện đâu ra mà, nói nhiều đến thế. Mỗi tuần họ gặp nhau 3 lần tại khách sạn, hú hí, đú đẫn. Em cứ vô tình, không hay biết. Cho đến một hôm, trong lúc say rượu, ông ủi xe vào hàng cây bên đường, bị thương ngất đi. Cảnh sát chở vào bệnh viện. Em kêu hãng bảo hiểm nhờ kéo xe về, lục thùng xe tìm giấy tờ. Thấy nguyên một bao thư mấy trăm trang, in điện thư trao đổi qua lại của hai người. Đọc thư họ, em không khóc mà chỉ cười. Vì họ viết cho nhau lời lẽ tình tứ như còn ở tuổi 16-20. Và tuổi đó mà viết được cái tình cảm yêu đương mê muội của bọn con nít, thì họ cũng tài tình đáng phục. Bà ấy liều mạng nhiều lần viết rằng em sẵn sàng chịu bị cạo đầu bôi vôi, bị lọc trần truồng dẫn đi trong biêu ríu và bị ném đá cho đến chết để có được tình yêu của anh. Hê, ghê khiếp chưa? Một cô giáo có trình độ đại học mà rầu dại đến thế. Em hẹn gặp bà, ban đầu bà định chối, nói là bạn cũ gặp nhau nhắc chuyện thời đi học xa xưa. Em đưa cả sắp thư cho bà ấy xem, bà hết hồn, mặt xanh như tàu lá và trung rẩy gần ngất xỉu. Thấy thái độ của bà, em cũng thương hại. Em lên mặt dạy đời cô giáo cũ rằng, thưa cô, ngày xưa em kính trọng cái tư cách và phong thái đứng đắn của cô. Có những điều cô dạy, đến nay em còn nhớ. Cô thử nghĩ xem, nếu ông chồng cô, con trai con gái cô, dâu rể và cháu nội ngoại đọc được một phần trong những lá thư này, họ sẽ nghĩ gì và đối xử ra sao với cô? Cô ngồi trung cầm cập, mặt trắng bệch như xác chết, im lặng, điếm người. Có lẽ vì quá xấu hổ, quá sợ, thở dốc từng hồi. Em nói tiếp, thưa cô, em ước mong rằng đừng ai gọt đầu bôi vôi, đừng lột trần trùng dẫn cô đi bưu riếu, và đừng ai ném đá cô đến chết. Đây, cô giữ lấy tập điện thư trao đổi này. Đây là bản duy nhất em không muốn giữ làm gì. Em thương em và thương cả cô, vì chúng ta đều là nạn nhân khốn khổ của một ông chồng mất nết. Xin cô hãy thương thầy. Ông chồng già đáng kính của cô đã chia sẻ vui buồn cùng cô, hy sinh cho cô suốt gần nửa thế kỷ dài. Cũng đã đi gần hết đời người rồi, không còn bao lâu nữa. Rồi em đứng dậy mà bước đi, không quay lại nhìn bà ấy. Tất cả các bà nghe đến đó đều nhao nhao lên phản đối. Tại sao ngu vậy? Tại sao không chụp ra vài bản gửi cho ông chồng và các dâu rể của bà để trừng phạt? Chị Giang bình tĩnh. Để làm chi? Nếu không kéo ai lên được thì cũng đừng nên xô họ xuống hố sâu thêm. Người ta đau khổ, xấu hổ mà mình cũng chẳng được gì. Các bà đồng thanh nói.
Để trả thù, để trừng phạt. Thế thì bây giờ ông chồng của chị ra làm sao? Chị Giang thở ra. Em không thù thì trả thù làm chi? Bây giờ ông chồng em vẫn bình thường, vào ra trong nhà như con chó cúp đuôi biết lỗi. Con người đó trăng hoa phóng đãng khó chừa, nhưng ông cũng còn khá nhiều cái tốt khác mà ít người có được. Em phải biết tự cứu mình và cứu gia đình. Chắc các chị mới thấy cái bề mặt cư xử nhân từ của em đối với bà ấy mà thôi. Chứ chưa thấy cái thâm độc nham hiểm còn hơn cả hoạn thư. Nếu em hùng hậu sĩ vả chửi mắng thô tục thì bà đó đa ít đau, ít thấm thía hơn là những lời nói nhẹ nhàng nhân hậu đó. Bà chị lớn tuổi nhất đám đưa hai tay lên trời mà than. Ôi, sao kiếp đàn bà chúng ta chịu lắm khổ đau như thế này? Tất cả cũng đều do bọn đàn ông gây ra cả. Thế nhưng thiếu đàn ông thì đâu có sống bình thường được. Đàn bà sẽ khô héo như đem cây trồng vào sa mạc. Nhưng có phải khổ đau trong đời sống vợ chồng một phần lớn cũng do chúng ta tự tạo ra chăng? Bởi thế tôi nhớ có gã triết gia cà chấn nào đó viết đại ý rằng nguyện vọng thiết tha nhất của đàn bà con gái là kiếm cho ra một tấm chồng. Nhưng khi có một tấm chồng rồi thì họ muốn có tất cả. Cũng không phải hoàn toàn sai đâu. Tác giả Tràm Cà Mau. Truyện ngắn đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.